Luật chơi vòng 1, người hùng của con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Ở vòng thi Người Hùng Của Con, thông qua nhiều chủ đề mà chương trình đưa ra, với sự dẫn dắt khéo léo của MC Kim Thảo, bên cạnh sự quan sát và ghi nhớ của bé, thì tính cách và ước mơ của trẻ cũng được bộc lộ rõ nét. Những cái chuyện cổ tích đó là con thích cái nàng công chúa nào nhất nè? Con thì cũng lâu lâu mới đọc nên con cũng chẳng biết là con thích ai. Với chủ đề âm nhạc thì con nghĩ là ở nhà mình á, ba mẹ ai là người hay hát karaoke nhiều nhất nè? Dạ nhà con thì ba hay mẹ gì ít hát karaoke. Vậy hả? Con có hát không? Dạ không. Không hát luôn hả? Rồi người khác? Dạ con thì có cha con hát karaoke, mẹ con cũng ít. Rồi sau này lớn lên thích làm nghề gì nè? Lớn lên con sẽ làm người mẫu. Người mẫu, nhìn là biết người mẫu rồi nè. Rồi còn Thư? Dạ con ước mơ trở thành một youtuber về du lịch. Đó, hai bạn là năm nay cũng lên lớp 6 hết rồi. Thường ngày thì mình đi học đó, rồi học bài thì ai là người kèm cặp mình nè? Mẹ con. Mẹ hả? Rồi còn Phương Anh, ở nhà thì ai là người hay học bài chung với con nè? Dạ con nghĩ là mẹ. Mẹ hả? Còn ba mình là hay đi làm đúng không? Dạ. Cho nên là lúc nào cũng ở nhà để mẹ hướng dẫn bài vở. Các đội trưởng nhí bằng sự quan sát của mình đã đưa ra những lựa chọn ba hoặc mẹ sẽ trở thành người hùng của bé trong mỗi lĩnh vực với những lý do rất dễ thương. Bây giờ các đội trưởng ơi, con hãy suy nghĩ xem ba hay là mẹ con sẽ bước vào với chủ đề đầu tiên được mang tên là đời sống. Trước khi mình biết câu hỏi nó là gì thì mình phải đề xuất coi là ba hay là mẹ tham gia trả lời ha. Thì bây giờ cô mời Uyển Nhi đi. Con mời mẹ. Tại sao con lại chọn mẹ? Tại vì mẹ biết nhiều. Dạ con cũng chọn mẹ. Bởi vì mẹ cũng biết nhiều hơn thì tin tức xã hội hay là nhiều thứ hơn. Và chủ đề thứ hai được mang tên âm nhạc. Vậy thì bây giờ với chủ đề này thì con chọn ba hay chọn mẹ để tham gia trả lời nè? Dạ con chọn cha. Con chọn cha rồi, còn Thư? Dạ con vẫn chọn mẹ nữa. Con vẫn chọn mẹ nữa, sao không chọn ba nữa con? Tại vì con thấy mẹ hay nghe nhạc nhiều lắm. À hợp lý, hợp lý. Và bây giờ sẽ là chủ đề thứ ba được mang tên đồ vật. Chủ đề đồ vật rất dễ, xung quanh căn phòng này cũng rất là nhiều đồ vật. Dạ con chọn ba tham gia thử thách. Dạ con sẽ chọn ba sẽ tham gia thử thách này ạ. Sau khi chọn được người hùng của mình, các đội trưởng bắt đầu tiến hành thách đấu với những chiến lược khác nhau. Đôi khi quyết định nhường hay giành quyền ưu tiên của các bé cũng làm cho ba mẹ phải đau đầu vì kỳ vọng của con quá lớn. Đề bài như sau, trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu bài hát thiếu nhi? Cỡ của con chắc là 7. 7 bài hát thiếu nhi người khác? Vậy là 8. Dạ con tăng nữa là 9. Là 9, 9 còn ít lắm, cô kể một bụng đây nè. Rồi người khác? Dạ 9 thì phải nhiêu ta, con muốn số nhiều hơn không? Dạ không. Con không muốn hả? Vậy con muốn nhường hả? Nhường nhưng mà lỡ nhà mình mất điểm thì sao? Nếu lần sau có thì con sẽ cho hơn. À cô hiểu ý rồi, dịch lại có nghĩa là hả, lần này nhường, lần sau chắc chắn là sẽ giành về phần của mình. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu thiết bị có thể phát ra được tiếng nhạc? Dạ là 5 thiết bị phát ra tiếng nhạc. Ừ, còn con? Dạ là 6 thiết bị ạ. Dạ là 7, con nhường thêm một lần nữa tại con sợ quá. Với chủ đề đời sống, câu hỏi dành cho hai mẹ đó chính là trong vòng 60 giây, mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu sân bay tại Việt Nam? Bây giờ chắc là cô mời Uyển Nhi trước đi. Con nghĩ là mẹ mình sẽ đoán được bao nhiêu sân bay tại Việt Nam nha. Dạ 2. Thì con nghĩ mẹ con sẽ trả lời được 3 sân bay. Con chọn 4 sân bay tại Việt Nam. Con nghĩ mẹ con sẽ trả lời được 5 sân bay tại Việt Nam. Dạ mình mất điểm rồi đó. Hãy cùng Hoa Rapper xem mẹ của bé Anh Khoa có kể được tên của 5 sân bay tại Việt Nam như bé kỳ vọng không nha. Mẹ ơi cố lên. Dạ Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Liên Khương, Cần Thơ, Cát, Chu Lai, mẹ cố lên, Cà Mau, mẹ cố lên. Quý khách thân mến, chỉ còn 20 phút nữa chúng tôi sẽ đóng cổng sân bay Cam Ranh, sân bay Cam Ranh, sân bay Cần Thơ, sân bay Cà Mau, sân bay Nội Bài, Cát Bà, Quảng Ninh,
Mới có 3-4 cái mà mẹ gói lên. Phụ cát. Mẹ cố gắng lên. Nha Trang. Không cần đếm nữa, hơn 5 sân bay rồi. Mẹ của anh Khoa đã hoàn thành được mục tiêu mà đội trưởng Nhí đề ra, mang lại 10 điểm đầu tiên cho gia đình. Còn mẹ của bé Hoàng Thư thì sao nào? Liệu mẹ có kể được 9 bài hát thiếu nhi như mục tiêu của bé hay không? Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Bé bé bồng bông bài học đầu tiên. Ngày đầu tiên đi học, đàn vịt trong đàn gà trong sân, một con vịt, bông hồng tặng cô. Trái đất này là của chúng mình. Con lật đật, đàn gà trong sân. Bài học đầu tiên, trường của cháu đây là trường mầm non. Em đi chơi thuyền. Vừa hết giờ luôn cha, khá nhiều nha. Nhưng mà chúng ta kiểm tra xem những tựa đề bài hát đó có hợp lệ và chính xác hay không nhé. Sau khi chúng tôi kiểm tra đáp án thì sẽ được chúc mừng cho gia đình của mẹ Thu. Chúng ta có được 8 đáp án hợp lệ. Như vậy là mình coi như mình tặng quà cho nhà hàng xóm. Tỷ số bây giờ là 10-10. Cát ơi, con có được 10 điểm rồi, con có vui không? Dạ vui. Con không phải cảm ơn chị đi nào. Cảm ơn chị. Như vậy là quyết định của đội trưởng Nhí Nguyệt Cát khi nhường cho mẹ của Hoàng Thư tham gia thử thách là một sự lựa chọn đúng đắn. Hoàng Thư cũng khoan buồn nha, cơ hội lật ngược tình thế vẫn còn ở phía trước. Bây giờ hãy cùng theo dõi phần vượt thử thách của ba mẹ Thanh Trúc trong chủ đề đồ vật nào. Xin mời anh. Đó là loa, tivi, điện thoại. Nhiều lắm mà, máy thiết bị điện tử nhà, mấy đứa con nít khoái chơi vậy lắm. iMac. Giống iMac là cái gì? iMac rồi máy vi tính. Nó uy tín là bự rồi. Laptop mà laptop với đồng hồ đeo tay, bluetooth. Sau khi chúng tôi kiểm tra lại kết quả, vừa đủ 7 món luôn. Chúc mừng gia đình mình. Kết quả vòng thi người hùng của con chỉ là tạm thời. Các đội trưởng Nhí vẫn còn cơ hội thứ hai thể hiện khả năng dẫn dắt của mình trong vòng thi tiếp theo, người hùng của con.